quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, do mưa lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Mã dâng cao đã gây ngập hàng trăm hộ dân tại các phường Thiệu Dương, Thiệu Khánh và các phường ven sông của thành phố Thanh Hóa. Trước tình trạng này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã ra công điện khẩn cấp ứng phó với lũ, đồng thời tổ chức di dân vùng có nguy cơ ngập sâu. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã có đê, trưởng các phòng ban đơn vị khẩn trương tổ chức lực lượng thực hiện phương án di dân theo cấp báo động trên mức báo động 2. Tổ chức di rời tất cả các hộ người già neo đơn đang bị ốm đau, không có khả năng tự di rời vào trong đê. Lực lượng dân quân cơ động thường trực canh đê tại các điếm canh đê, thường xuyên tuần tra, canh gác đê để kịp thời phát hiện xử lý các sự cố về đê điều ngay giờ đầu. Kích hoạt 100% quân số hiện có của đơn vị để chuẩn bị ứng trực, hỗ trợ các phường xã khi có tình huống khẩn cấp. Trong một diễn biến đáng chú ý, chiều ngày 23 tháng 9, đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, lũ trên sông Bưởi, sông Mã, sông Chu đang lên. Mực nước lúc 13 giờ ngày 23 tháng 9 trên sông Bưởi tại Kim Tân là 11,73m, dưới báo động 3 là 0,27m. Sông Mã tại Cẩm Thủy là 20,16m, dưới báo động 3 0,04m. Tại Lý Nhân là 11,01m, trên báo động 2 0,01m. Sông Chu tại Bái Thượng là 17,96m, dưới báo động 3 0,04m. Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp và cơ quan chức năng triển khai tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn đê điều. Cụ thể, triển khai rà soát và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều sung yếu, các công trình đê điều đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục và các công trình đang thi công dở dang. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. Đồng thời tổ chức lực lượng và nghiêm túc thực hiện việc tuần tra canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định về việc hướng dẫn tuần tra canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình hệ thống đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo. Trước đó, trong sáng ngày 23 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa có công điện số 26 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Hoàng Hóa, Thiệu Hóa, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn với nội dung phát lệnh báo động 2 trên hạ lưu sông Mã, công điện số 27 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc phát lệnh báo động 2 trên sông Lèn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát lệnh báo động 2 trên hạ lưu sông Mã, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Hoàng Hóa, Thiệu Hóa, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Đêm ngày 22 tháng 9, tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn, nước sông suối dâng cao có nguy cơ lũ quét sạt lở đất đá. Qua kiểm tra của ngành giao thông, mưa lũ làm sạt lở nghiêm trọng tại km 21 trên quốc lộ 15C, đoạn qua xã Nam Động, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Mưa lũ lớn khiến nước sông Luồng dâng cao, gây ngập nặng tại đoạn quốc lộ 15C cạnh di tích Hang Phi ở xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa. Do hai điểm sạt lở ngập lụt nặng nên các loại xe không thể lưu thông để lên huyện Mường Lát. Nhiều phương tiện chở khách vận chuyển hàng hóa, xe cá nhân đi từ thành phố Thanh Hóa, các huyện miền xuôi lên huyện Mường Lát đang phải dừng lại ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa. Đáng chú ý, lở đất kéo dài ngay ta luy âm của quốc lộ 15C kéo dài khá sâu đã làm ngôi nhà của anh Hơ Văn Gia thuộc bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát bị đổ sập. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát, ngoài quốc lộ 15C để đi từ thành phố Thanh Hóa, huyện miền xuôi lên Mường Lát, các phương tiện còn có thể đi trên tuyến đường từ xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa lên xã Mường Lý, Tam Trung, rồi lên thị trấn huyện Mường Lát. Tuy nhiên, tuyến đường này cũng đang bị ngập lụt nặng tại xã Trung Sơn do nước sông Mã dâng cao và nhiều đoạn sạt lở ở xã Mường Lý.
Như vậy, hiện huyện Mường Lát đang bị chia cắt với các huyện miền xuôi của tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, mưa lũ còn gây sạt lở hàng chục điểm trên tuyến đường từ trung tâm huyện về các xã, khiến nhiều xã bản đang bị cô lập. Thanh Hóa yêu cầu tuần tra canh gác đê do nước lũ dâng cao. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa có các công điện đến các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Hoàng Hóa, Thiệu Hóa, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn về việc phát lệnh báo động 2 trên hạ lưu sông Mã. Cùng với đó có công điện gửi các huyện gồm Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc về việc phát lệnh báo động 2 trên sông Lèn. Hiện mực nước sông Mã đang lên nhanh. Hồi 4 giờ ngày 23 tháng 9, mực nước sông Mã đo được tại trạm thủy văn Lý Nhân là 10,51 m, dưới mức báo động 2 là 0,49 m. Dự báo mực nước sông Mã tại trạm thủy văn Lý Nhân có khả năng đạt mức báo động 2 vào khoảng 9 đến 11 giờ ngày 23 tháng 9. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát lệnh báo động 2 trên hạ lưu sông Mã, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Hoàng Hóa, Thiệu Hóa, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động, tổ chức kiểm tra, rà soát và có phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, đặc biệt là các đoạn đê sung yếu, cống dưới đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông, ven sông. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu. Còn mực nước trên sông Lèn, hồi 4 giờ ngày 23 tháng 9, tại trạm thủy văn Lèn là 4,63 m, dưới báo động 2 là 0,37 m. Cảnh báo mực nước sông Lèn có khả năng đạt mức báo động 2 vào khoảng 6 đến 8 giờ ngày 23 tháng 9. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và có phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, đặc biệt là các đoạn đê sung yếu, cống dưới đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông, ven sông. Từ tối 22 đến sáng ngày 23 tháng 9, Nghệ An mưa lớn liên tục trên diện rộng. Tại thành phố Vinh, lượng mưa khiến nhiều cung đường ngập sâu trong nước. Một số nhà dân nước bắt đầu tràn vào. Từ sáng ngày 23 tháng 9, nhằm đảm bảo an toàn, các trường học tại thành phố Vinh hầu hết thông báo cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, đường giao thông ngập nước. Có những địa điểm như đường đại lộ Lenin qua một số ngã tư ngập sâu khoảng 1 mét nước. Một số người điều khiển phương tiện vẫn cố gắng vượt đường ngập trông rất nguy hiểm. Một số ô tô đã phải nhờ tới cứu hộ giao thông vì ngập nước và chết máy. Tại khu vực đường ngập, vỉa hè cũng ngập, người dân bị bõm đẩy xe trên vỉa hè khi ngập nước sẽ chết máy. Đến gần 8 giờ sáng ngày 23 tháng 9, lượng mưa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Các cung đường ở thành phố Vinh cũng đang đối diện với nguy cơ ngập sâu. Một số nhà dân bắt đầu nước tràn vào. Được biết, tại Nghệ An do ảnh hưởng từ bão số 4, nhiều ngày qua mưa lớn trên diện rộng. Nhiều tuyến đường bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Chỉ trong vòng 2 ngày qua đã có 3 người tử vong. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các địa phương. Cụ thể, văn bản hỏa tốc số 8176 ngày 22 tháng 9 của UBND tỉnh Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký ban hành nêu rõ, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn tỉnh đã thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp, nhà ở, hạ tầng cơ sở. Đặc biệt, đã có thiệt hại về người. Nguyên nhân đều do đi qua các ngầm, tràn, qua đường có nước chảy xiết. Để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất do hoàn lưu bão số 4 gây ra. Đặc biệt, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trong thiên tai. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các công điện số 37 ngày 18 tháng 9 năm 2024, số 38 ngày 19 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh về việc ứng phó bão, mưa lũ. Bố trí lực lượng canh gác 24 trên 24 giờ để kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, các đoạn đường, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Đồng thời, nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi có mưa lũ hoặc di chuyển vào vùng ngập lũ, hạ du các hồ đập, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để tránh thiệt hại đáng tiếc về người.
kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt để bảo đảm an toàn về tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, mưa lũ, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng chống thiên tai, mưa lũ. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó dẫn tới thiệt hại lớn, nhất là về người. Từ tối Chủ nhật đến rạng sáng ngày thứ Hai 23 tháng 9, đã có hai vùng áp thấp mới xuất hiện ngay tại Biển Đông, được ký hiệu là 92W và 93W. Vào 7 giờ sáng ngày 23 tháng 9, áp thấp 92W đã ở gần đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất đã tăng lên thành 35 km/h. Tối và đêm ngày 22 tháng 9 là 30 km/h. Áp thấp này đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía Nam của Trung Quốc. Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ nhận định khả năng 92W mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong 24 giờ tới là thấp, có thể một phần vì nó đã rất gần đất liền nên không có điều kiện để phát triển nhiều. Đáng chú ý hơn là áp thấp 93W xuất hiện ngay ở Vịnh Bắc Bộ và được Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp xác nhận vị trí là ở gần nước ta. Sức gió duy trì mạnh nhất của áp thấp 93W là 35 km/h. Từ rạng sáng ngày 23 tháng 9 đến giờ thì đã đi theo hướng Nam, có khả năng tiến đến gần miền Trung nước ta. Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp dự báo khả năng áp thấp 93W phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong vòng 24 giờ tới cũng là thấp. Tuy nhiên, một áp thấp vùng thời tiết nhiễu động cũng có thể ảnh hưởng đến thời tiết trên biển và trên đất liền. Đồng thời, các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng trở nên khó lường, nên áp thấp 93W đang được các cơ quan khí tượng theo dõi. Hiện tại đang là mùa mưa bão ở miền Trung. Người dân cần lưu ý thường xuyên theo dõi các bản tin và hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để có cách phòng chống thích hợp.